mỗi dấu mốc là hành trình Hà Thành Group khắc ghi tên mình với sứ mệnh mang đến những chiếc xe ô tô mạnh mẽ, bền bỉ, chất lượng đến với khách hàng. Hà Thành Group là một hệ sinh thái bao gồm 4 công ty thành viên với trên 1.000 nhân sự, bao gồm công ty cổ phần Hà Thành Ô Tô hay còn gọi là Hà Thành Ford, công ty cổ phần Hà An Ô Tô hay còn gọi là Mỹ Đình Ford, công ty cổ phần Hà Việt Ô Tô hay còn gọi là VinFast Mỹ Đình, công ty cổ phần Hà Đô Ô Tô với hai thương hiệu Kia và Mazda Mỹ Đình. Nếu gọi Hà Thành Group là một gia đình, thì bộ máy tổ chức của Hà Thành Group chính là rừng cột của gia đình đó. Từ rừng cột đó, tất cả các mối quan hệ khác được hình thành, duy trì và phát triển. Ngay từ khi mới thành lập, ban lãnh đạo Hà Thành Group đã xác định rõ kỷ luật là yếu tố then chốt mang lại sức mạnh cho Hà Thành Group. Có thể thấy rõ được điều này qua hệ thống quy trình, quy định, bộ máy tổ chức quản lý được phân cấp chi tiết và rõ ràng Hà Thành Group. Hình thái quản lý này được Hà Thành Group gọi là quản trị theo hệ thống. Và chính công tác quản trị theo hệ thống ở tất cả các mảng chi phí, bán hàng đến con người đã tạo ra những hiệu quả rõ rệt. Hệ thống này chính là nền tảng để Hà Thành Group kiên trì theo đuổi 6 giá trị cốt lõi của mình, đó là kỷ luật, trung thực, tôn trọng, tin cậy, học hỏi, truyền cảm hứng. Kỷ luật tạo nên sức mạnh tập thể là con đường tiến đến văn minh nhanh nhất. Trung thực với khách hàng, với cấp trên, với đồng nghiệp như trung thực với chính bản thân mình. Tôn trọng khách hàng là tôn trọng chính công ty và bản thân mình. Sự tin cậy được thể hiện ở việc luôn giữ lời hứa, nhất quán trong lời nói và hành động của Hà Thành Group. Bởi tin cậy là giá trị cốt lõi để tạo nên những mối quan hệ gắn bó bền chặt cho khách hàng và đối tác, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực bản thân và phục vụ khách hàng tốt hơn. Truyền cảm hứng từ các cấp lãnh đạo cho đến toàn thể nhân viên để tạo nên động lực và sức mạnh to lớn, khơi dậy ý chí tinh thần, nguồn lực mạnh mẽ sẵn sàng bứt phá vượt mọi giới hạn. Văn hóa doanh nghiệp Hà Thành Group là sự tổng hòa của những yếu tố khác biệt và giá trị cốt lõi đặc biệt. Đây cũng chính là bí quyết giúp Hà Thành Group phát triển bền vững, lâu dài. Tháng 5 năm 2013, công ty cổ phần Hà Thành Ô Tô, tiền thân của Hà Thành Group ra đời, là một trong những đại lý ủy quyền tiêu biểu của Ford Việt Nam đạt tiêu chuẩn 3S, phân phối chính hãng các dòng xe ô tô Ford. Hà Thành Ford bao gồm trụ sở chính tại khu công nghiệp Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, là đơn vị tiên phong xây dựng trụ sở tại khu vực ngoại thành, mang đến sự thuận tiện cho khách hàng ở khu vực cửa ngõ thủ đô, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hà Thành Ford theo đuổi các tiêu chuẩn của một đại lý 3S theo quy định toàn cầu của Ford. Sau 13 tháng nỗ lực, tháng 6 năm 2014, Hà Thành Ford khai trương showroom mới tại số 2 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội, khẳng định dấu mốc quan trọng trong sự phát triển lớn mạnh của Hà Thành Ford. Không dừng tại đó, đầu năm 2023, Hà Thành Ford chào đón thêm chi nhánh Hà Thành Ford Tây Hồ đi vào hoạt động với diện tích gần 3.000 m², tọa lạc tại 685A Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Với sự ra đời của Hà Thành Ford Tây Hồ, Hà Thành Group tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ phát triển của mình. Ngày 15 tháng 7 năm 2023, khai trương văn phòng dự án Việt Trì Ford, một văn phòng dự án được mong chờ nhất tại thành phố Việt Trì cũng như các khu vực lân cận. Việt Trì Ford đi vào hoạt động đã tổ chức hàng loạt các sự kiện lái thử và sửa chữa lưu động hàng tháng, được khách hàng nơi đây nồng hậu đón nhận. Giờ đây, khách hàng đã có cơ hội được trải nghiệm mua xe chuẩn hãng mà không cần phải đi xa. Dự kiến cuối năm 2023, Hà Thành Ford khai trương văn phòng dự án Lào Cai Ford tại đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, một tỉnh phía Bắc của Việt Nam với danh thắng nước tiếng. Không chỉ vậy, địa hình Lào Cai với những cung đường đồi núi, sẵn sàng off-road, hứa hẹn khách hàng nơi đây sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, cùng những chiếc xe Ford thế hệ mới bền bỉ, mạnh mẽ, đa dụng vượt địa hình. Chúng ta cùng chờ đón một Lào Cai Ford rực rỡ sẽ hiện diện tại nơi đây trong một thời gian không xa. Trong một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Hà Thành Ford đã trở thành đại lý có doanh số bán hàng lớn nhất của Ford Việt Nam, với thị phần trên 12%, liên tục 5 năm liền, từ năm 2014, năm 2015, năm 2016, năm 2017,
vào năm 2019, Hà Thành Pho là đại lý xuất sắc nhất toàn quốc của Pho Việt Nam. Với những thành tựu đã đạt được trong quá trình hình thành và phát triển, Hà Thành Pho đã được vinh danh với hàng loạt những giải thưởng của Pho Việt Nam, đại thắng với nhiều hạng mục tiêu biểu năm 2019. Như đại lý xuất sắc nhất năm 2019, đại lý xuất sắc nhất về dịch vụ của năm, đại lý đạt trên 2.000 xe của năm. Năm 2022, tự hào với giải thưởng đại lý hoàn thành chỉ tiêu bán lẻ xuất sắc. Không ngủ quên trên chiến thắng, mỗi bước con trên hành trình phát triển, Hà Thành Pho luôn nỗ lực hơn để xứng đáng với danh hiệu đã đạt được trong những năm qua, xứng đáng với sự tin yêu của khách hàng. Tháng 4 năm 2019, khai trương VinFast Mỹ Đình tại số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. VinFast Mỹ Đình là một trong những đại lý lớn mạnh nhất của tập đoàn ô tô VinFast, đạt tiêu chuẩn 3S về bán hàng, dịch vụ và nhà xưởng. Tuy mới đi vào hoạt động chưa được bao lâu, nhưng với sự chuyên nghiệp, tận tâm trong phục vụ khách hàng, đã giúp VinFast Mỹ Đình tự tin vươn lên trở thành đại lý số 1 toàn quốc có doanh số bán ra cao nhất hiện nay. VinFast Mỹ Đình cung cấp các dòng xe VF E34, VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9. Đồng thời, VinFast Mỹ Đình cung cấp phụ tùng ô tô VinFast chính hãng, dịch vụ bảo hành sửa chữa hoàn hảo với đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn của VinFast. Tận tâm, chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của quý khách hàng. Luôn quan niệm cán bộ công nhân viên là nguồn lực quan trọng tạo nên sự thành công và phát triển bền vững của công ty. Công ty cổ phần Hà Việt Ô tô luôn hướng đến việc xây dựng một đội ngũ nhân sự có niềm đam mê, ý chí mạnh mẽ, thái độ làm việc tích cực, sáng tạo cao và ý thức trau dồi chuyên môn. Tác phong làm việc chuyên nghiệp để cung cấp các dịch vụ hoàn hảo nhất tới khách hàng. Bằng sự tận tâm và nỗ lực của hơn 400 cán bộ nhân viên, VinFast cam kết đại lý số 1 về chất lượng dịch vụ, tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau bán hàng tốt nhất, tư vấn kỹ thuật sửa chữa thay thế tốt nhất, nỗ lực chăm sóc khách hàng chu đáo nhất. Tháng 12 năm 2020, khai trương Mỹ Đình Pho tại số 1 Trịnh Văn Bồ, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mỹ Đình Pho là một trong những đại lý 3S có quy mô và hiện đại nhất cả nước, bao gồm khu vực trưng bày rộng rãi và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của khách hàng đến trực tiếp trải nghiệm tất cả các dòng xe mới nhất của Pho Việt Nam. Trạm dịch vụ sửa chữa đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dụng cụ sửa chữa chuyên dụng đạt tiêu chuẩn châu Âu, với công suất 120 chiếc trên một ngày, cung cấp các phụ tùng phụ kiện chính hãng, bảo dưỡng xe, đồng sơn bằng các máy móc trang thiết bị hiện đại như hệ thống cầu năng hiện đại, thiết bị chẩn đoán động cơ điện tử, hệ thống chỉnh góc lái bằng tia hồng ngoại, máy chẩn đoán chuyên dụng. Với tổng đầu tư lên tới hơn 4 triệu đô la Mỹ, Mỹ Đình Pho hứa hẹn sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dịch vụ đa dạng liên quan đến xe Pho của khách hàng trong khu vực. Là một trong những đại lý rất trẻ của Pho Việt Nam, nhưng Mỹ Đình Pho đã có những bước tiến đột phá và những thành tích đáng tự hào. Tại hội nghị đại lý toàn quốc do Pho Việt Nam vừa tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, Mỹ Đình Pho đã vinh dự nhận được cú đúp giải thưởng, bao gồm giải thưởng đại lý hoàn thành chỉ tiêu phụ tùng xuất sắc năm 2022, giải thưởng đại lý hoàn thành chỉ tiêu bán lẻ xuất sắc năm 2022. Để có được thành tích đáng tự hào giữa các đại lý kỳ cựu khác của Pho Việt Nam, Mỹ Đình Pho đã luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động bán hàng như chương trình lái thử xe Pho hàng tháng, ra mắt xe Pho thế hệ mới, chương trình Pho sắp đầy. Thông qua các sự kiện này giúp Mỹ Đình Pho ghi dấu ấn mạnh mẽ trong khách hàng bằng những hình ảnh năng động, chỉn chu, chuyên nghiệp và nhiệt huyết của một đại lý trẻ. Tháng 6 năm 2021, khai trương Kia Mazda Mỹ Đình tại đường Trịnh Văn Bồ, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với quy mô showroom gồm trưng bày xe và xưởng dịch vụ, với triết lý tận tâm phục vụ, Kia Mỹ Đình mang đến chất lượng dịch vụ và cung cách phục vụ lấy khách hàng là trung tâm, để đồng hành với khách hàng trên mọi cung đường cũng như những trải nghiệm trong cuộc sống. Đến với Kia Mỹ Đình, quý khách sẽ có những trải nghiệm tràn đầy cảm hứng trong mọi chuyến đi. Mazda Mỹ Đình với mặt tiền kéo dài hơn 60m, khu vực trưng bày hơn 2.000m², không gian rộng rãi, sang trọng và thoáng đãng, đáp ứng cho đông đảo lượng khách hàng đến tham quan mua sắm mỗi ngày. Khu vực xưởng dịch vụ của Mazda Mỹ Đình được đầu tư diện tích khá lớn và rộng rãi,
được trang bị máy móc thiết bị công nghệ hiện đại. Các quy trình bảo dưỡng được chuẩn hóa để các hoạt động dịch vụ sửa chữa được tiến hành nhanh chóng và chuẩn xác. Khách hàng đến với showroom sẽ được tiếp đón nồng hậu từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình am hiểu sản phẩm. Ngoài ra, các chuyên viên kỹ thuật của showroom luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tư vấn, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe của quý khách hàng. Từ khi thành lập, Mazda Mỹ Đình đã liên tục được Taco Auto vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá như đại lý Mazda có hoạt động chăm sóc khách hàng xuất sắc năm 2021, đại lý Mazda có hoạt động chăm sóc khách hàng xuất sắc năm 2022. Để đạt được các thành tích đáng tự hào và được vinh danh trong các năm vừa qua, không thể thiếu các sự kiện bán hàng, sự kiện khách hàng luôn được Hà Thành Group tổ chức hàng tháng nhằm thúc đẩy thương hiệu cũng như thu hút khách hàng. Tiêu biểu phải kể đến các hoạt động như roadshow lái thử xe, mini game trúng quà, ra mắt các dòng xe thế hệ mới, ngày hội xe ô tô, sửa chữa lưu động của khối dịch vụ, hội nghị khách hàng, lễ khai trương văn phòng dự án. Văn hóa Hà Thành Group được hình thành và phát triển song hành cùng với sự trưởng thành của tập đoàn. Những giá trị văn hóa cốt lõi cũng chính là một tài sản vô giá được lưu truyền và tiếp nối của những thế hệ người Hà Thành Group. Làm việc tại Hà Thành Group, bạn sẽ luôn trong trạng thái chuyển động không ngừng để tiến lên phía trước. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Hà Thành Group, thì chính sách nhân sự của công ty cũng được bà lãnh đạo chú trọng quan tâm để mỗi cán bộ công nhân viên được cảm nhận Hà Thành Group chính là ngôi nhà thứ hai của mình, luôn được ủng hộ, luôn được sẻ chia, như thăm hỏi ốm đau, nằm viện, có hiếu, có hỉ. Bên cạnh đó, các sự kiện nội bộ của công ty cũng được tổ chức trang trọng với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên như tổng kết cuối năm, sinh nhật, ngày 8 tháng 3, ngày Tết Trung Thu, 20 tháng 10 hay du lịch hè. Hà Thành Group luôn tin rằng mình là một thành tố không thể tách rời của xã hội. Chính vì vậy, chương trình Vì Cộng Đồng, Vì Người Nghèo đã trở thành truyền thống, một nét đẹp văn hóa được lưu giữ, phát huy qua nhiều thế hệ thành viên trong công ty. Đây là chương trình nhân văn, không chỉ hướng đến các bệnh nhân, những người nghèo trong cộng đồng, mà qua đây công ty còn mong muốn giúp đỡ chính những cán bộ công nhân viên của Hà Thành Group và gia đình của họ. Hàng tháng, công ty đều tổ chức các chương trình từ thiện dành cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện. Đặc biệt, công ty có chuyến xe không đồng chở bệnh nhân nghèo miễn phí. Điều này thể hiện sự quan tâm, động viên và chia sẻ rất lớn của Hà Thành Group đến với cộng đồng. Hà Thành Group hiện tại có 9 showroom và 7 đại lý. Dưới sự dẫn dắt tài ba sáng suốt của ban lãnh đạo Hà Thành Group, cùng với sự đoàn kết nỗ lực của hơn 1.000 cán bộ công nhân viên trên toàn hệ thống, tất cả đã tạo thành khối sức mạnh giúp Hà Thành Group đạt được những thành tựu đáng tự hào như ngày hôm nay và vững tin hơn với những mục tiêu tiếp theo trong giai đoạn mới. Hà Thành Group sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì vị thế doanh nghiệp hàng đầu về phân phối và sửa chữa các dòng xe ô tô tại Việt Nam. Hà Thành Group tự hào là người Hà Thành.